Rồi tới hàng đứa hồng hàng rồi, tới hàng sao tới mì. Đọc cái này. Bò. Không đọc cái này. Không hàng. Tao mì đọc cái này. Bò nghĩa. Tí. Tô. Cái. Thìa. Cái. Đĩa. Bông. Nghe. Ở. Có. Là. Lò. Trò. Hoạt. Chị nào bị khỏe lâu 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 lộn rồi, nào bị lộn, nào bị khỏe đi. Cái này tao mới đọc lại cái này, nếu mà chị hư thì mình hãy đọc cái này luôn. Đọc đấy ông lên nè. Ồ cái gì ơ thú ơi đúng mà có mẹ ơ e le chứ mà hết chứ e nữa mẹ ơi chứ ô không mày đọc sai nha mày lại lên lại. Ủa ai 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 mẹ. Ai đọc lại đi. Chị cho nghỉ chơi. Thì tới chị đọc nè. E, mẹ, 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 hoa. Rồi được rồi, tới tới tô mì. Tới tô mì kìa. À, mày không chơi gì chơi. Nhưng mà mày đốt mà mày chạy nói. Ok ok mì. Ủa, chứ ăn đã. Ok ok mì đúng. Rồi giờ tới mì đó. Người ta là O L O N. Là gì có? Mẹ, mẹ dễ. Hoa. Mình lên thêm từ chớp nè. Quá là. Rồi bây giờ tới trò chơi kể chuyện đi. Ok. Bây giờ đóng thổ lại. Chị Na kể một câu chuyện trước. Rồi tới mì. Con biết kể câu chuyện nào luôn. Dạ, mình thích chơi thì chơi cái chuyện nha. Mày đứng ngồi ngồi chơi nè. Không, hồi nãy mày làm đúng mà chị. Mày kiểu sai, o eo e. Làm gì có. Rồi bây giờ mày kể câu chuyện hai người bạn trước đi. Rồi, chị Na kể đi. Rồi, con sẽ kể câu chuyện bé gấu thông minh nha. Ngày xưa có một chú gấu tên là Bun. Bạn ấy rất là chăm chỉ, phụ mẹ nấu cơm, dọn nhà, chăm em. Và bạn ấy còn giúp rất là ngoan, giúp đỡ mọi người. Cậu bé đó, mấy bạn gọi cậu bé đó chính là cậu bé thông minh. Bởi vì bạn đó đi đâu ai cũng thích. Rồi bạn đó đi học. Bạn đó học rất là ngoan. Bạn đó học được 10 điểm. Mẹ giờ mẹ dẫn đi du lịch. Bạn đó rất là vui. Rồi bạn đó kêu mẹ, hỏi mẹ mai mốt con học giỏi nữa mẹ có dẫn con đi du lịch không. Mẹ bạn ấy nói được, nếu mà con học giỏi thì mẹ dỡ con đi tiếp. Bạn đó rất là vui. Rồi bạn và sau đó bạn đó đi học nữa mà không hiểu tại sao bạn đó học được không điểm. Bạn đó giờ bạn đó không dám về nhà, bạn đó trốn. Bạn kia hát thì bạn kia về nhà nét mẹ bạn đó. Xong rồi mẹ bạn ấy đi tìm bạn đó không thấy đâu luôn. Bạn ấy mới khóc, bạn ấy nói muốn về nhà mà không biết ở đâu. Mẹ bạn ấy cũng khóc. Mẹ bạn ấy đi hỏi chú công an là có cháu ở đó không. Và chú công an
gọi mẹ của bạn ấy đi tìm. Rồi xong bạn ở công viên hơn là mẹ với lại con chú công an tìm được. Không thôi là bạn nó bị mất luôn rồi. Mấy bạn có thấy chuyện này hay không? Mấy bạn cho mình nhắn like và đăng ký kênh nha. Đến rồi đó mày ơi. Bye bye các bạn đi con. Bye bye mấy bạn nha.